Yến sao Việt Nam, một trong 10 món ăn đắt nhất thế giới ngày nay, là món mà chỉ dành cho vua chúa ngày xưa. Chị ấy hôm qua còn đang chửi em, vì sao bên ngành Yến mày sung sướng như thế, mày còn bày ra cái trò này. Năm vừa rồi em lỗ hết 3,5 tỷ. Tiền túi á, Yến Quân đang có lời mà, không muốn lỗ nên phải tách bạch ra. Tại vì em học MBA rồi, em hiểu cách làm việc của sắt. Trường nào nó dạy em MBA mà cái chiêu hay quá ta. Tức là mình có cái nhà Yến này, bây giờ mình mở cái du lịch này, các sác bỏ tiền vô này. Thế về các sác mà đưa được khách đến thì bán Yến là chính, còn thu được 200 ngàn. Cái chuyện cái tour du lịch trải nghiệm này chả để làm cái gì. Bác, xin trân trọng kính chào các nhà đầu tư. Yến Quân tới đây để tìm 10% vốn cổ phần của Trung tâm Triển lãm Yến sao Việt Nam, tương đương với 10 tỷ đồng. Quý vị vừa thưởng thức màn múa chúc rượu khai mạc dạ tiệc cung đình Huế ngày xưa. Và trên bàn của quý vị đang là Yến sao Việt Nam, một trong 10 món ăn đắt nhất thế giới ngày nay, là món mà chỉ dành cho vua chúa ngày xưa. Thực tế, Trung tâm Triển lãm Yến sao Việt Nam á, mới được chính thức mở cửa vào tháng 6 năm 2017 vừa rồi. Và trong 6 tháng năm 2017 làm hoạt động quảng bá là chính, cho nên khách mời đến là chủ yếu. Nhưng mà chúng em vẫn lấy được cái doanh thu để hòa vốn. Vì nếu các sếp có thời gian xem kế hoạch kinh doanh của tụi em thì... Nói luôn, 6 tháng 17 được bao nhiêu? Dạ. Doanh thu... Nó hòa vốn nhưng mà nó không hòa vốn nhờ khách tới ăn Yến, mà nó hòa vốn nhờ khách tới mua Yến. Không, cái lý do về hòa vốn thì mình để sau, ý nói là con số ấy. Zero cộng lợi nhuận lại trên báo cáo tài chính năm 2017 chỉ lời có 5 triệu đồng thôi. Không, doanh số là bao nhiêu? Dạ, doanh số nếu mà ghi chính thức trên báo cáo tài chính thì chỉ có khoảng 20 triệu đồng. Thế ghi không chính thức thì là bao nhiêu? Con số thực tế là bao nhiêu? Có chia sẻ được không? Em đọc kết quả trên báo cáo tài chính trước thì tụi em là 20 triệu đồng doanh số. Lý do là toàn bộ những cái khách mời tới á, tụi em không ghi doanh thu. Chi phí đó là cá nhân cái bạn chịu trách nhiệm quản lý công ty là em phải chịu bù lỗ như thế nào đó để cho nó lời. Cho nên là cái số đó nó nằm trên cái sổ nội bộ. Không, anh không quan tâm báo cáo chính thức mà anh chỉ quan tâm cái báo cáo nội bộ của em ấy. Em nói này trên truyền hình là có hai cái sổ là cũng mệt đấy. Dạ. Để dứt khoát và đỡ phiền phức, Trung tâm Triển lãm Yến sao Việt Nam á có tất cả là 34 cổ đông. Sao nhiều ấy? Nhiều. Tại vì á, em lập kế hoạch kinh doanh là em nói rằng dự án này cần 2 triệu đô. Nhiều người nói là em bị điên, nhưng mà em vẫn quyết định điên. Em gọi 1 triệu đô đầu tiên, tức là 50% vốn của 4 cổ đồng. Sau đó em gọi vốn cộng đồng, crowdfunding, một suất đầu tư 30 triệu. Crowdfunding trên nền tảng nào? Em chỉ mới crowdfunding trên Facebook thôi đó. Thế chơi hụi thế nào là vi phạm luật đấy? Dạ, thiệt ra là em có rành gì đâu về cái việc mà tài chính đâu. Cho nên là em thấy trên mạng em search rồi em hỏi học được chỗ nào thì học. Thì em gọi thành công được 5 tỷ. Trong năm 2018 này, toàn bộ những cổ đông mà đã mua cổ phần crowdfunding đảm bảo 18% lợi nhuận. Em lời em lỗ thế nào anh chị cũng sẽ nhận được 5 triệu tư. Là 18%. Bỏ lấy tiền người sau trả cho người trước đúng không? Dạ. Kiểu chơi hụi. Cái doanh thu của em 6 tháng 2017, dạ. Em nói rằng là em thu được có 5 triệu đúng không? Dạ. Nhưng mà không lỗ là bởi vì em bán được Yến. Dạ đúng. Thế thì cái bán Yến đó, sao em không ghi nhận doanh số ít nhất là hoa hồng? Dạ. Vào VBAC mà em lại ghi nhận vào túi em à? Đâu có anh.
trung tâm em nói là em bằng cách nào đó em bù lại cho gì nữa. Hiểu lòng rồi, trường hợp lỗ thì em bù lại, còn trường hợp lợi á, thì em chia, nhưng mà vì nó hòa vốn cho nên không có cái để chia. Nói chung là bù nhiều rồi. Dạ, bù hơi nhiều rồi đó. Bây giờ em nói là từ tháng 1 đến tháng 7 2018 là dân số khoảng bao nhiêu, con số thực tế rồi nè. Thật ra là em chưa cộng báo cáo lại. 6 tháng đầu năm tới giờ này á, vẫn chưa có lời. Thế thì em lấy đâu ra để giảm 18%? Trong ngành du lịch, em là người mới. Nhưng mà trước khi em làm những chuyện này, em là chủ nhà Yến lớn nhất Việt Nam. Doanh số một năm của tụi em, lợi nhuận bỏ túi á, là khoảng 10 tỷ đồng. Đầu tiên là anh không thích sự không minh bạch đấy rồi. Có nghĩa là em đã lấy tiền của em để đi trả cổ tức cho, nhưng đấy là không chuẩn chỉ. Ý là em đảm bảo là cái năng lực của em. Không, anh quan tâm ấy là sự minh bạch. Anh chưa biết nguồn tiền ở đâu ra mà em lại trả được 18%. Ở tập đoàn của anh có trường hợp anh đuổi một giám đốc kinh doanh. Dạ. Vì là bỏ tiền túi ra đi công tác. Dạ, em hiểu. Vì là nếu mà các bạn ấy bỏ tiền túi ra chi cho công ty, dạ, thì các bạn hoàn toàn có thể làm ngược lại, là tiêu tiền công ty cho việc cá nhân. Dạ. Vì vậy cho nên là em không rành mạch giữa cái chuyện là em bỏ tiền túi em ra, em lời bán tiền, em bù đắp cho cái chi phí này, đúng không? Dạ. Thì lúc lời của cái trung tâm này em cũng có thể lấy em bỏ vào túi em. Cái quan hệ giữa cái VBEC này với lại cái Yến Quân là sao? Cái trung tâm triển lãm Yến Sào Việt Nam á, là chỉ làm các hoạt động du lịch cho quý vị thưởng thức Yến tại khu đất trung tâm triển lãm Yến Sào Việt Nam. Trên khu đất đó mình thuê nó với giá 18 tỷ cho 10 năm. Nhưng mà Yến Quân cho thuê? Yến Quân thật ra là cá nhân nha, Yến Quân là một cái thương hiệu. Em giải bài rất là dở, em chốt lại một lần nữa cho nó rõ. Ok. Cái miếng đất mà trung tâm triển lãm Yến Sào Việt Nam đang thuê rồi, là của em. Đúng rồi. Trung tâm triển lãm Yến Sào Việt Nam sử dụng Yến mang thương hiệu Yến Quân để bán cho khách. Trung tâm triển lãm Yến Sào Việt Nam bỏ 20 tỷ đầu tiên, 18 tỷ để thuê mặt bằng để vận hành cái dự án này. Thuê tự em. Và 2 tỷ còn lại là để mua những quyền thương hiệu Yến Quân. Nghĩa là số tiền sẽ đưa lại em hết. Dạ. Bởi vì em là Yến Quân. Đúng. Bây giờ anh thấy là hơi mâu thuẫn. Cái trung tâm Yến Sào Việt Nam này như một cái phễu, đúng không? Nó chảy xuống thì ở dưới Yến Quân hứng hết. Đất thì là do Yến Quân, rồi giá trị thương hiệu do Yến Quân, bán được do Yến Quân. Và cái phễu này bây giờ sau 6 tháng cuối cùng ghi nhận chỉ có 5 triệu đến 20 triệu. Anh cho em vay thì anh cho, chứ bây giờ góp vào công ty anh thấy nó cứ lẫn lộn. Trời như thế ơi. Thì anh không được biết được nào. Được hợp tác với anh chị là em mừng rồi. Bởi vì em muốn nó trở thành công ty cổ phần, không phải là công ty gia đình. Em nghĩ các sếp ở đây á, ai cũng từng là ta úp. Công ty Sinh Hào của các anh, công ty Sandland, trước khi trở thành một cái sếp như ngày hôm nay, chắc cũng từng có người chửi cái ý tưởng của mấy anh chị là bị điên. Không, anh không nói ý chắc tưởng chắn. Điên. Và không, ý em đang nói là trong trường hợp của em. Anh cắt lời em này. Dạ. Anh chỉ không đồng ý về cách em hạch toán trên một doanh nghiệp để dựa vào đó để định giá cái doanh nghiệp này. Ủa, nhưng mà anh hỏi cái tại sao em không gộp hai công ty vào làm một để mình tập trung sức lực mà mình lại phải tách ra? Tại vì nếu mà nói đứng ở vai trò là chủ nhà Yến, em đã hoàn thành xong cái sứ mệnh của em rồi. Có nghĩa là em lấy tiền đầu tư cái nhà Yến và nó đã đem về lợi nhuận xong. Bây giờ đứng ở góc độ là bán cái sản phẩm Yến bằng trải nghiệm du lịch, thì nếu em không tách bạch quan hệ giữa các công ty với nhau ra, thì công ty này anh cứ phải giống như cổ đông hiện tại của Yến Quân. Chị ấy hôm qua còn đang chửi em, vì sao bên ngành Yến mày sung sướng như thế, mày còn bày ra cái trò này. Năm vừa rồi em lỗ hết 3 tỷ rưỡi tiền túi á, Yến Quân đang có lời mà, không muốn lỗ nên phải tách bạch ra. Em sai lầm rồi. Đây là vấn đề của em, tại vì em có quá nhiều cổ đông. Không phải, hiện tại em có 34 cổ đông. Công ty Yến Quân chỉ có 2 cổ đông thôi. Thì em thấy là 2 người là rắc rối rồi. Không hiểu vì sao? No, ý là nếu mà em thấy công ty đó 2 người rắc rối rồi, tại sao công ty này, công ty mới của em có 34 cổ đông rồi mà không rắc rối? No, sẽ có rắc rối trong tương không, lai. Không, em đảm bảo không rắc rối. Không được. Làm sao em bảo đảm được? Nói từ kinh nghiệm. Cái việc rắc rối đó thì em bỏ tiền túi ra em trả. Không phải, không phải xác. Cái này là xin phép em cãi chỗ này nha. Tại vì Yến Quân giờ này em không có gọi vốn, không cho mấy sách đầu tư vô đâu. Vì nó còn đang là công ty gia đình, có 2 đứa thôi. Chủ nhà Yến lớn nhất Việt Nam, chủ nhà Yến sở hữu giấy phép đầu tiên ở Việt Nam, 2 đứa đầu tư, cổ phần 50-50. Và quan hệ giữa 2 đứa là 2 chị em ruột. Tại vì em học MBA rồi, em hiểu cách làm việc của sếp. Trường nào nó dạy em MBA mà cái chiêu hay quá ta. Tức là mình có cái nhà Yến này, bây giờ mình mở cái du lịch này, các sếp bỏ tiền vô này, thế về các sếp mà đưa được khách đến thì bán Yến là chính, còn thu được 200.000 cái chuyện cái tour du lịch trải nghiệm này chả để làm cái gì. Mà chưa kể là bên cái trung tâm du lịch lại còn phải cái lợi nhuận bán Yến thì về cái nhà Yến. Đáng lẽ bên này phải trả tiền lại cho bên kia. Cái lỗ mà của cái du lịch này thì là các sếp chịu. À dạ. Thì bởi vì mới nói là em trình bày rất là dở.
không? Em tập trung thời gian vào trình bày qua cho nó đẹp, nhưng cái đó dư thừa. Nếu mà có cái đó thì càng tốt, nhưng em phải chuẩn bị những cái số cho nó chuẩn. Dạ, cái đó... có số. Không, nãy giờ em đã nãy giờ hỏi số. Em đâu có trả lời được cái gì đâu mà có số. Em MBA mà em trả lời số không được. Cái chất lượng này. Em ơi, chị dạ. Không cần giải thích cho, chị nghĩ là chị đã quyết định rồi. Dạ, xin lỗi làm phiền. Chị thấy là cái cấu trúc của công ty quá rắc rối. Vì vậy chị quyết định không đầu tư. Em nói rất là dở, em đã nói xong là em nói chuyện xong mọi người lắc đầu xỉu luôn. Thôi được rồi, anh nói luôn này về dạ. cái vấn đề anh phân tích đánh giá cái mô hình kinh doanh của em ấy. Dạ. Là nó bị phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhà yến của không em. Không phụ thuộc. Không, chắc chắn luôn. Anh nói giả sử như này, cái nhà dạ. yến của em được khách. Ok, không nói làm gì. Giả sử cái nhà yến của em nó mà không được khách, cái yến của em nó có vấn đề, chất lượng nó không tốt. Dạ. Ví dụ bọn anh cũng bị chịu luôn. Cái địa điểm đó anh đang thuê lại của nhà yến của em. Hôm nay em vui với anh thì em cho anh thuê. Ngày mai em không vui là em bảo thôi đi chỗ khác mà kinh doanh. Dạ không, đúng không? Không. Không có gì bảo đảm cái điều đó cả. Không phải là có mấy người bị điên mà tự nhiên bỏ tiền cho em đâu anh. Không, nhưng bởi vì có 30 triệu một người thì người ta có thể là không điên, nhưng mà nếu mà bỏ ra 10 tỷ thì có thể điên thật. Sát là những người chuyên nghiệp, đầu tư 1 đồng hay 10 đồng không quan trọng. Quan trọng là em rất 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 muốn được làm bạn với các sát. Cái chuyện là đúng là đầu tư 1 đồng hay 10 đồng hay 10 tỷ không quan trọng đối với em. Đúng rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây ấy, được muốn làm bạn. Là anh không đầu tư. Anh thì thấy này, thông thường một cổ đông, đặc biệt là founder nắm nhiều cái công ty khác nhau, điều hành nhiều công ty khác nhau, thì lợi ích của cái nhóm cổ đông không thuộc hai công ty là mâu thuẫn. Em sẽ tập trung lợi ích của em cho cái công ty mà em đang nắm nhiều hơn. Em hiểu. Thì dẫn đến lợi ích của những cổ đông khác bị ảnh hưởng. Ở các cái công ty khác nhau thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Hiểu chính hết rồi. Chính vì thế dạ. đấy là lý do vì sao người ta không thích đầu tư vào đúng founder rồi. Nắm nhiều công ty cùng một lúc. Em hoàn toàn hiểu những cái điều anh nói và khái niệm nó hoàn toàn đúng luôn. Cho nên đó là em chuẩn bị sẵn tinh thần. Ở đây em nói là 10 tỷ đồng tương đương 10%. Hồi mà sát nói 51 quản lý luôn, em cũng chịu luôn. Tại sao? Không. Vì em chuẩn bị tinh thần cho sát sa thải em. Về cơ bản nhà đầu tư chỉ đầu tư để cho founder làm. Em biết. Và hỗ trợ giống như kiểu là em đã có một nền tảng rồi, em cần hiểu. Thêm nhiều nhiên liệu. Đúng rồi. Để mà phi lên. Em đang muốn mấy anh thay đổi giùm em á. Không, anh không nghĩ là ai có thể thay đổi được em. Em mà không thay đổi được em, làm sao anh thay đổi được em? Dạ. Từ những cái yếu tố mà anh đang nói đấy, cho nên anh quyết định là không đầu tư. Sát có thấy là em hay cắt ngang lời mọi người đúng không? Xong rồi em hay giành nói. Nếu mà mọi người có thời gian mà dư á, hiểu về Yến á, hiểu về em á, thì sao biết là em nói 3 ngày 3 đêm biệt danh, không cho ai nói đó. Rất là độc tài. Anh hỏi một câu thôi, sao anh sẽ quyết định là đầu tư hay không đầu tư? Dạ. Thế ở nhà thì em với chồng em thì như nào? Mọi người điều hành một công ty riêng. À, có bao giờ cãi nhau không? Không có chuyện cãi nhau. Ở trong công ty em là người lớn nhất, tại vì em chịu trách nhiệm về hiệu quả tài chính. Em nói chồng em im luôn, còn cãi gì nữa. Cho nên là em không bao giờ dẫn chồng em đi chung. Thì bây nếu mà nghe không rõ điều nào... kiện này, em nghe dạ. rõ này. Dạ. Nhá. Anh đồng ý đầu tư cho em 10 tỷ với hình thức là trái phiếu chuyển đổi dạ. lợi nhuận như em nói là tối thiểu 18% một năm. Dạ. Và cái điều kiện để chuyển đổi sang cổ phần chúng ta sẽ đàm phán sau. Dạ. Nếu như trường hợp KPI mà anh đưa ra em đạt được thì sẽ chuyển đổi, còn nếu không thì coi như đấy là một khoản vay. Được. Và khoản trái phiếu chuyển đổi này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản của Yến Quân, gồm nhà Yến này, thương hiệu Yến Quân này. Và cái tài sản đảm bảo tối thiểu phải bằng 120% giá trị cho vay. Và những cái người liên quan đến cổ đông của Yến Quân ấy, là gồm em này, chị em và chồng em phải ký xác nhận đồng ý vào cái tài sản đảm bảo đó. Đấy là cái điều kiện của anh. Thiệt ra là cái điều này là hấp dẫn lắm á sát. Em là đúng là gật đầu liền luôn á. Nhưng mà em cũng xin hỏi ý kiến mấy sát khác để coi có gì tốt hơn gom thêm. Với anh thì cái cách trình bày của anh, của em thì anh không thấy em hiểu về cái công tác điều hành. Các cái suy nghĩ của em với lại các cái con số của em nó không có rõ ràng, nên anh quyết định không đầu tư. Dạ, sát. Cho mình đàm phán lại xíu chỗ này. Thứ nhất, cái tài sản em thế chấp cho sát nó không phụ thuộc vào chị em, chồng hay bất kỳ một ai hết. Đó là tài sản em có thể đưa giấy tờ cho sát kiểm tra được. Quyền sở hữu đất, khu đất đó trị giá được định giá thị trường là 120 tỷ, và định giá ngân hàng là 50 tỷ. Và nó không có liên quan đến chồng em hay chị em, cá nhân thôi. Không được. Dạ. Em đang có chồng không mà. Không phải, em là mỗi tháng vẫn phải đi xác nhận giấy chứng nhận độc thân. Tại sao thì... Tức là ở với chồng nhưng mà chưa đăng ký kết hôn. Dạ đúng, ghét nhất là bị hỏi chồng. Ok. Cho nên là khi mà ai mà hỏi là em hay chửi. Nếu như em chứng minh tài sản không liên quan đến ai thì ok, không quan trọng. Và trước khi mà anh cho em vay thì cũng giống như ngân hàng, phải đi xuống điều tra kỹ. Thì đương nhiên. Và thu xếp sớm giùm em một xíu, tại vì có mấy hạng mục đang cần đầu tư. Tóm lại em đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý sát. Đồng ý, ok. Đồng ý quá chứ được. Rung quá trời ơi.
Cảm ơn sếp. Xem ăn thử Yến bây giờ chắc dạ, được ăn rồi. Cái chỗ này xin phép giới thiệu xíu. Yến này chỉ dành cho vua vì nó mắc quá, chỉ có vua dùng được thôi. Quân là vua và quân cũng là Đỗ Thú Quân. Anh Hư đừng có hỏi nữa, có thể nói 3 ngày được mà. Chính xác, chính xác. Anh hỏi nữa. Hỏi đi luôn. Không hỏi mà còn nói. Dạ. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn các sếp. Với cái offer của Sắc Phú, Yến Quân rất là mãn nguyện. Và cái hướng mà Trung tâm Triển lãm Yến Sao Việt Nam đang đi làm là biến từ một công ty quản lý lộn xộn theo kiểu của mình thành một cái công ty rõ ràng, minh bạch và trong thời gian ngắn nhất có thể lên sàn chứng khoán.